Tối nay á mình có con heo đẻ các bạn, nhưng mà chiều nay bị bỏ đói rồi. Bây giờ đi ăn cơm gà xong rồi về với đỡ đẻ cho heo nha. Đây quán cơm gà mình quay cho bạn xem nè. Chiều nay nhà không có nấu cơm các bạn ơi. Chiều nay đi ăn cơm gà luôn nè. Đây cơm gà sối mỡ nha. Các bạn nuôi thì các bạn nhớ ghé quán cơm gà hoặc là bò á, các bạn tránh trường hợp mà ghé quán thịt heo nha. Bây giờ cơm gà hiện đại lắm, đồ là làm tự động hết. Bên đây là chiên bếp điện hết nha. Ăn cơm gà xong rồi các bạn, bây giờ chở cho hai đứa con của mình vô chơi xe điện xíu rồi bắt đầu mình về canh heo đẻ nha. Ở đây là ở huyện Phước Long cho thuê xe điện chạy nha các bạn. Rồi ở phía trước này là cái khu văn hóa nè, là tối nay tối thì có mấy em học võ nha. Mình không cành gì võ nên mình không biết mấy cái võ gì nữa. Xe điện các bạn thấy chạy ghê chưa? Ghê quá. Đây là cầu 30 tháng 4 Phước Long. Rồi buổi tối nay các bạn, mình cập nhật tình hình con heo mình đẻ cho các bạn xem nè các bạn. Ngủ quên nó đẻ quá trời luôn rồi. Coi camera thấy nó đẻ. Hồi lúc 11 giờ mấy á, mình thấy nó chưa đẻ nữa. Rồi mình ngủ cái tới 3 giờ rưỡi mình bật camera lên nè các bạn. Đó, đẻ con cũng to các bạn ơi. Con quá to luôn kìa. Cái bụng cũng còn to lắm. Đây là bầy kế bên nó nè. Các bạn xem cái bầy kế bên nó với con mấy con mới đẻ nè, nó cũng gần bằng nhau luôn vậy. Đây là đếm nè, bây giờ mình kiểm tra heo coi bao nhiêu con rồi. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con. 7 con rồi. Đây nó đẻ ra nữa các bạn ơi. Để mình kéo bứt dây rúng con này ra trước cái nha. Nè, còn dây rúng nó kéo qua bú luôn nè. Để mình cho các bạn xem hồi lúc 11 giờ nè. Là mình bật camera lên là chưa thấy nó đẻ. Rồi lúc 3 giờ rưỡi mình bật camera lên là thấy nó đẻ rồi. Rồi bây giờ để mình buộc gúng mình chùi mấy con này mình xử lý trước đi. Rồi một tí nữa mình quay cho các bạn xem thêm nha. Bụng con này to lắm nhưng mà nó đẻ heo cũng to lắm. Không biết được bao nhiêu con đây. Ở đây mình cho các bạn xem lúc 10 giờ 55 nè các bạn. Là mình đợi hết nổi rồi. Nó đợi xong bắt đầu nó cắn ổ xong vô nó nằm ngủ nữa. Rồi bắt đầu mình thấy nó ngủ rồi mình đi vô luôn. Mình bật camera lên mình quan sát là giác này nó còn ngủ nha. Rồi mình đợi hết nổi rồi mình ngủ. Bây giờ là lúc 3 giờ 31 lúc sáng nha. Mình bật camera lên mình coi là thấy nó bò lóc nhóc nhóc hết trơn rồi. Bắt đầu là mình chuẩn bị đồ mình tranh thủ ra để mình đỡ đẻ cho nó. Không biết là nó đẻ được bao nhiêu con rồi. Chỉ quay lên camera không biết có con nào lọt xuống sàn hay không nữa. Đây nó đẻ ra một con nữa các bạn ơi. Đây con này mới đẻ ra nè các bạn. Rồi để mình kéo dây rúng nó ra nha các bạn. Con này thì cũng nhỏ không có to đâu các bạn ơi. Rồi con thứ 8 ra các bạn. Bây giờ 7 con này á, mình cho nó bú một tí nữa đi. Rồi bắt đầu là mình sẽ cho mấy cái con đẻ sau này nó bú sau các bạn. Đó. Mấy con ngoài đó nó bú cũng gần no hết, chắc nó đẻ cũng lâu dữ lắm rồi. Đó, con thứ 8 này để mình cho vô sọt nha. Chưa chuẩn bị nữa, mới vừa chuẩn bị à, thấy nó đẻ rồi chạy lại quay cho các bạn xem tiếp nè. Đây, mấy bầy đẻ trước nè. Để lấy sọt, dời đèn ấm, ăn cắp đèn ấm của bầy này dời qua đây luôn. Rồi con thứ 8 đó các bạn, giờ mình cho nó vô sọt trước nha. Rồi 7 con còn lại một tí nó cho vô sau.
Rồi một tí nữa những con mà đẻ sau cu chung với con thứ 8 đó thì mình sẽ cho nó bú một lượt. Rồi ở đây heo mình đẻ ra hai con là con thứ 9, con thứ 10 các bạn ơi. Đây là con thứ 9 nè, con thứ 10 nè. Con thứ 9 nó ngọt rồi các bạn. Mình đợi tới giờ khoảng 1 tiếng rồi mình tính can thiệp rồi. Mà rồi bắt đầu mình đi rửa tay đặng chuẩn bị mình can thiệp, đặng mình kéo nó ra. Xong là nó đẻ ra hai con một lượt luôn. Lúc mình lại thì cái con thứ 10 này nó ra mới nửa con thôi, rồi mình kéo nó ra luôn. Rồi hiện tại là heo mình được 10 con mà con rất to luôn các bạn, bụng vẫn còn đội nha. Rồi mấy con hồi nãy nó bú no mình để vô nè, có con nhỏ thì mình để ngoài. Trong đây á là 6 con. Đây con là 7 con, đó con là 8 con. Rồi xong đây con là 9 con, 10 con nha các bạn. Heo mình hiện tại là được 10 con, rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Rồi các bạn ơi, heo của mình vừa mới đẻ ra con thứ 11 luôn nè các bạn. Con này nó ra gần tới rồi mà nó không chịu ra, là mình lấy tay mình kéo ra tiếp nó mới chịu ra đó các bạn. Nó ra tới đây rồi nè, nó ra chỗ này rồi nè, mà nó chưa chịu ra. Đó, hiện tại là heo mình được 11 con nha, con đẻ con rất là to luôn. Bụng thì cũng hơi xẹp rồi, chắc cũng còn 1-2 con nữa, mà không biết là được bao nhiêu con các bạn ơi. Hiện tại là 11 con, sống 10 con nha các bạn. Mấy con trong sọt nằm im ngủ rồi, trong đây là 6 con. Ở trong sọt là 7 con các bạn ơi, trong sọt là 7 con, ở ngoài này 2 con nữa là 9 con, đang con nó 10 con, với con ngọt hồi nãy nữa là 11 con rồi nha. Rồi các bạn chờ một tí nữa xem là con này còn được bao nhiêu con nha các bạn. Con này hồi lúc chưa sanh á là bụng rất là to luôn, hồi clip trước mình quay cho các bạn xem đó, nó là bụng to nhất trong các con luôn đó. Mình để qua đó cho nó khô một tí rồi cho nó bú đi. Nè, nó là chị em với con này luôn nè, hai con là trùng ngày sanh luôn nè. Nó là sanh đúng ngày, nó là ngày 12, hôm nay là ngày 12 nè. Rồi cái con này á là cũng ngày 12 luôn mà hôm nay nó chưa sanh nha. Các bạn nhìn xem nó nằm bụng nữa nè. Rồi con này nè. Rồi heo mình đẻ ra con thứ 12 nữa các bạn ơi. Rồi trong một điều luôn. Rồi đây là con thứ 12 nè các bạn. Con thứ 12 này rất là to luôn nha. Cái này là cái con mà đẻ bầy trước á, cái con mà đẻ đợt trước á, là trong 7 con đợt trước á. Cái con thứ 12 này nó đẻ ra là còn to hơn con trước nữa nè. Đó, hiện tại heo mình được 12 con, heo sống là 11 con các bạn ơi. Trong đây 7 con nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Một con ngọt đó là 12. Đó, cái đàn này nó ngủ rồi các bạn. Đàn này mới có 7-8 ngày thôi mà có một số con là nó bị cầu trùng nên mình đánh dấu mực lại nè. Đặng mình cho nó uống cầu trùng 1 đến 2 ngày là nó sẽ hết nha. Các bạn lưu ý nha. Phân cầu trùng nè các bạn. Cầu trùng là phân vàng ngã trắng vậy nè. Các bạn vô chuồng mà các bạn nhìn phân vàng ngã trắng để mình cho các bạn xem. Mấy bầy đằng này nó cũng bị một số con nữa nè. Bầy bên đây nó bị 3-4 con nè. Đó, mình đánh dấu lại con nào bị là mình sẽ đánh dấu lại. Các bạn thấy mực xanh không? Nè các bạn, cái này là phân cầu trùng nha. Cầu trùng là phân vàng trắng vậy nè. Vàng nhạt trắng vậy nè các bạn. Đó, đó là phân cầu trùng nha. Bầy này bị 3-4 con lận. Đây, con thứ 13 ra nè. Con thứ 13 ra trong bột đều luôn các bạn ơi. Cái con thứ 13 này á các bạn, là nó ra gần tới xương chậu rồi. Mà nó co giò giống vậy đó. Nó chồm hổm co giò giống vậy đó. Nó bự quá, kích thước nó to quá nên nó không ra được. Rồi bắt đầu là mình kéo mình tiếp nó mới ra được đó. Kéo hai cái giò sau cho nó thẳng ra, đặng cho kích thước nó nhỏ lại, đặng cho nó qua cái xương chậu được. Rồi hiện tại là heo mình được 13 con rồi, có hai con nhỏ, còn mấy con khác là to lắm các bạn. Bụng con này là to lắm, đẻ con cũng to nữa. Con to thì nuôi dễ nhanh lớn. Mà đẻ thì mình thích nó đẻ những cái con nhỏ 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 vậy thôi, nó đẻ nhỏ, con nó được nhiều. Nó đẻ cái bụng nó to mà đẻ heo to nữa thì nó đẻ ít các bạn. Bây giờ nó mới được 13 con, mình đón con này tầm 15 con đổ lên á, mà bây giờ nó mới được có 13 con à. Cái các bạn chờ một tí nó đi xem con này nó còn được con nào nữa hay không nha.
Rồi heo mình vừa mới ra con thứ 14 nè các bạn. Mình đi rửa tay mình chưa kịp lại nữa là con 14 nó trào ra rồi nè. Nó cũng to lắm các bạn ơi. Đó, con thứ 13 nè. Bên đây là con thứ 14 nè. Rồi để mình buộc gúng mình lau chùi mình để lại cho nó bú luôn nha. Rồi mình bắt cái con kia vô. Để hai con mấy con đẻ sau để ngoài cho nó bú thôi, mấy con kia nó no rồi. Rồi hiện tại heo mình 14 con thì thấy bụng cũng đã xẹp rồi các bạn. Gán một con nữa coi được 15 con không. Bụng to quá trời mà. Rồi hiện tại là được. Coi mấy bầy bên đây nó bú nè. Đều hết trơn. Đó các bạn chờ clip sau con này đẻ xem là nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Nó nằm cái bụng nữa kìa. Mấy con này nó bu mẹ nó nè. Rồi trở lại con này á, thì mình buộc gúng mình lau chùi nó cho nó bú luôn nha. Khả năng là chắc còn một con nữa các bạn. Mình thấy nó còn đội các bạn ơi. Mình thấy nó gặn nó đội. Đây nè. Mình thấy chỗ này nè. Cái chỗ này, cái cục chỗ này nè. Nó gặn lên, nó đội lên. Là khả năng là nó còn một con nữa. Nhưng mà bụng nó xẹp rồi các bạn nhìn thấy nè. Đó nó xẹp lép bên trong chỗ cái eo nó luôn rồi đó. Rồi mình chờ kết quả một tí nữa xem là coi mình đoán đúng nó còn một con nữa hay không nha. Đó con thứ 15 rất to luôn các bạn. Quá trời to luôn. Đây nè các bạn. Nó ra gần tới mình kéo tiếp. Mà kéo mạnh nữa nó mới chịu ra đó. Chứ không kéo là nó không chịu ra nữa đó. To lắm các bạn ơi. Rồi hiện tại là heo mình được 15 con rồi nha. 15 con mà khô một con. Đó. 15 con mà ngọt một con là hiện tại là còn 14 con nha các bạn. Trong sọt này mình để vô 10 con rồi nè. Ở ngoài này 3 con nè. Bên đây một con nó là 14 nè. Mấy con này bú nãy giờ mấy chập rồi đó. No hết rồi đó. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Không biết là còn con nào nữa hay không nữa. Rồi các bạn ơi, heo mình mới đẻ ra ra con thứ 16 nè các bạn. Mà nó ngọt rồi các bạn ơi. Đó, con thứ 16 nè. Đẻ ra là không còn động đậy, không còn nhúc nhích gì nữa hết rồi. Rồi hiện tại heo mình được 16 con nha. Sẵn cái con này ngọt á, thì mình sẽ đưa vô mình kiểm tra coi là còn con nào nữa hay không nha các bạn. Nếu mà mình đưa vô mà không còn con nào nữa thì có thể là heo mình 16 con nha. Quá trời tiếc luôn, nãy giờ ngọt 2 con rồi. Rồi mình kiểm tra rồi các bạn ơi, mình không thấy cái gì nữa trơn á. Khả năng là heo mình nó chỉ có 16 con thôi, nó ngọt 2 con là còn 14 con nha. Ở ngoài này là 4 con nè, trong này là 10 con, là 14 con. Chỉ 2 con ngọt mình để vô cái bao này rồi nha. Nái này bụng mình dự định là khoảng 17, 18 con á. Mà bây giờ nó đẻ con to quá, nó được có 16 con à. Phải là mình đẻ con gôi gôi nhỏ nhỏ này có thể 20 luôn á. Là cái con này nè, với cái con này là một cặp nè. Là đẻ 18-20, 18-20 không đó. Đây, con nó có đạp nè các bạn. Cái bụng khúc giữa đây nè. Rồi, hiện tại heo mình đã đẻ xong rồi các bạn ơi. Heo của mình là 16 con, ngọt 2 con là còn 14 con nha. Bây giờ mình thả ra cho nó bú rồi nè. Bây giờ mình sẽ kiểm heo lại cho các bạn xem coi là mình có nói đúng hay không nha. Đàn bên đây á, là nó 15 con, mình bỏ qua bên đây cho nó nuôi tiếp nữa nè các bạn. Rồi bây giờ mình kiểm heo nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đó, mình kiểm heo cho các bạn xem là đàn mình là 14 con nha. Còn 2 con ngọt là mình bỏ vô trong đây rồi nè. Heo này bự con lắm các bạn. Đẻ ra con nào cũng lấy là to to không à. Mấy con này là dễ nuôi. Rồi thứ hai nữa là con mẹ nó là mình đón con này là nhiều sữa các bạn. Nó sẽ đủ sữa nuôi 14 con này. Nên 2-3 ngày đầu tiên mình không có cần tập cho nó uống sữa liền. Khoảng ngày thứ 3, thứ 4 á, nó bắt đầu là mình mới tập cho nó uống sữa. Tại vì sữa mẹ nó đủ nha. Các bạn tập cho heo uống sữa tùy theo đàn của các bạn là heo nó đẻ ít hay là nhiều, sữa mẹ nhiều hay là ít nữa. Thì các bạn nhắm tình hình mà các bạn tập sớm hay trễ nha.
Nhiều khi các bạn 1-2 ngày đầu tiên á, các bạn tập nó không uống là do sữa mẹ nó đủ rồi nên nó không uống sữa ngoài. Nếu mà sữa mẹ nó thiếu nó sẽ uống sữa ngoài liền. Các bạn lưu ý giúp mình vấn đề này nha.